Ủa gì vậy ta? Body ba đây. Trời, hớm vậy. Trời, trắng liền luôn nè. Mềm mịn nữa. Đã vậy? Chắc bôi húp bên tay quá. Trời ơi anh làm gì vậy? Sao anh xức kem của em? Anh làm gì đâu? Trời ơi, anh biết cái này khó khăn lắm em mới mua được không? Dưỡng body 3D này nè là những tinh chất dưỡng trắng từ da mặt. Tức là bình thường á, những cái tinh chất đó chỉ có trong kem dưỡng da mặt thôi. Nhưng mà trong dưỡng body 3D nó lại được tích hợp vào để dưỡng body. Trời ơi, nó xài tốt lắm luôn á. 3 ngày thôi là bật tông, trắng mềm mịn mà thơm như nước hoa nữa. Vậy đó mới chán hàng. Mà bây giờ anh xài của em hết rồi nè. Nhưng mà anh bị sao mà nay anh xài kem vậy? Hay là anh bị... Bị gì? Mà anh giấu em đúng không? Bị gì? Em bị khùng hết cái. Không có đâu. Sao mà vậy được? Em thử nghĩ đi. Anh bị vậy sao mà anh bê em lên giường được đúng không? Anh nói thiệt không? Thiệt là không có. Tại em thấy nó trên bàn nè. Anh xài thử thôi. Anh thấy nó thích á. Cho anh xài ké đi. Vậy giờ anh đưa tiền đây. Em cho anh xài ké. Trời ơi, chồng mà tính toán quá. Rồi, cho xài một chai đó. Nhưng mà anh có chắc là anh không công không? Để em biết được em tính làm chị em. Để em biết được em tính làm chị em. Chắc là không có bị mà sao thiệt quá. Mà chồng, anh có chắc là anh không bị không? Em chỉ có một người chồng là anh thôi đó. Chắc, hay là để anh chứng minh cho.